Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 17 tổ chức kỳ họp thứ 17, kỳ họp chuyên đề để kiện toàn nhân sự chủ chốt Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đối với ông Hoàng Đăng Quang do chuyển công tác khác, đồng thời bầu bổ sung ông Trần Hải Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp đó, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình cũng đã nhất trí bầu ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021.